Mẹ hay làm món gì riêng cho mẹ ăn chưa? Khó lắm chú, tại vì con là làm tiệm xăm ở quận 5, mẹ ở quận 12. Mà tiệm con là con đứng tiệm rồi có học viên nữa, đâm ra không có thời gian để về nhà mẹ luôn á. Huống chi là về để nấu, cứ về nhà là khách ở dưới đây nó réo lên là phải lủi về xăm cho nó liền. Thế là con cũng không có thời gian để chăm sóc mẹ. Thậm có bây giờ con chở mẹ đi mua đồ hay chở đi chơi này kia chưa? Xém có. Trời, thế là bị vợ ngăn cấm. Ủa sao kỳ vậy? Mẹ nói bữa nào dẫn nó đi ăn mì cay đi tính. Là chở vợ về, cái là rủ mẹ đi ăn mì cay. Vợ con á, nó nắng nó làm biến đi lắm. Cái gì thôi đặt về cho mẹ ăn đi, chứ nắng quá làm biến đi quá nó không chịu đi. Mà mẹ thì phải có vợ đi, vợ con đi thì mẹ mới chịu đi. Cái vợ không chịu đi cái rồi không ăn luôn. Có đặt về cho mẹ ăn không? Mẹ đâu chịu ăn đâu. Đặt về không có ngon, đặt về không có ngon. Dạ hả? Con cần có một cái chút gì đó chăm sóc thôi. Chỉ cần một cái tình cảm lâu lâu là chạy về nhà, hỏi thăm mẹ, hay là mua sắp vải tặng mẹ, hay là một cái nón hay một cái gì đó. Thậm chí mua cái dòng xi men này. Dòng có nha, dòng con có mua nha. Có mình. Là em tên Trần Thị Ngọc Xuân, sinh năm 71 á. Là bà cũng 49 tuổi không? Dạ. Chào chú Quỳnh Linh với em Lê Lộc. Dạ. Con tên Trần Thanh Tuấn, năm nay 27 tuổi, hiện đang làm tattoo. Làm gì? Tattoo là xăm đó chú. Anh làm rễ được mấy năm rồi? Làm rễ được 1 năm. Ồ, mới đây thôi hả? Cái ngày đầu tiên mà mẹ vợ gặp con rể thì mẹ vợ ấn tượng điều gì với chàng trai này? Thì lúc đó em cũng nói với chồng, nhìn này nó xăm mà đến nhà người ta mà mặc quần sòn rồi mang chó mang đồ tới là không ưng rồi nha. Em mới bỏ đàn trước nhà cái qua nó ông nội nó, xong rồi ông nội nó thì cứ để từ từ đi nó, nhưng mà con không có thích. Ngày đầu tiên đến nhà mẹ vợ dắt chó theo chi vậy? Tại đó giờ nó chó lắm, đó giờ đi đâu cũng mang nó theo đó. Thì sao mặc quần sọt chứ? Chứ không, con tự nhiên lắm, con không có quan trọng cái bề ngoài đâu. Nhưng mà khi mình lần đầu tiên mình tới nhà người lớn phải lịch sự. Tại vì lúc đầu là kiểu là lên là rước thôi, là đâu có vô nhà rước đâu, là đứng đầu hẻm á. Rồi vợ mới trốn đi ra lũi ra hẻm. Mỗi lần ra là cứ anh đi lẹ đi, hồi ba chạy ngang qua thấy rồi mẹ qua thấy thân rồi. Cái bắt đầu tự nhiên cái kêu vô chổng chơi, chổng đen vui rồi cái lũi vô luôn. Vậy là vợ con hơi khó chịu chứ. Không, sao vậy? Thấy mẹ hơi khó chịu với anh á. Giống như cái ánh mắt mẹ nhìn mình á. Không thích. Thấy hơi khó chịu. Dạ. Vô gặp cái chào mẹ, cái mẹ liếc cái mẹ đi. Rồi xong rồi chào ba, cái ba. Rồi xong rồi cũng im luôn. Nhưng mà cứ nghĩ là tại lúc đó mình mặc xà lỏng dắt chó đâu. Không, lúc đó không có nghĩ gì đâu. Cứ nghĩ là vợ con đang ở bên Malai, đang làm xăm rất là được, nên cũng không có muốn quen một người con trai ở Nam. Mà khi là nó về bên đó không biết làm sao mà nó khuyến rũ. Khuyến rũ làm sao mà con kia lại đi về đây, mới có về được có một tháng à. Thôi mẹ ơi, con đi về đây. Con gái cũng làm nghề xăm luôn. Đúng rồi, nó về xăm bên Malaysia thì khách đông lắm. Ba vợ cũng là thợ xăm luôn. Gia đình thợ xăm. Gia đình xăm hết hả? Xăm hết. Vậy thì gặp con trai xăm mình thì cũng đâu có lạ gì đâu. Nhưng mà em không có thích. Thì sao thích ổng? Đâu có, sau này ổng mới xăm. Với lại lúc đó như bên vợ cũng chưa biết con là thợ xăm mà. Hay giỡn với vợ nè. Bây giờ nè, anh quen em, mẹ ba mẹ không cho đúng không? Bây giờ anh sẽ về nói với ba mẹ em, muốn có con gái đẹp trai có tài hay mất luôn đứa con gái. Cái vợ em ngồi cười. Vợ em ngồi cười. Là một là cho lấy, hai là cướp đó. Là cướp luôn ha. Đấy. Gì đâu mà mới có mấy tháng à, là cưới. Em cũng không thích nữa. Này chứ, gì đâu mà mấy tháng là đã cưới rồi trời. Cái nó kêu thì cưới đi chứ giờ sao, cũng lớn tuổi rồi. Gái nhiêu tuổi mà là lớn? 29. 29 rồi đó. Nha. Giờ đây mà cái nó cứ năn nỉ hoài. Có lúc đó em cũng thôi kệ nó. Xui lòng ha. Tụi nó thương à, chia cắt thì cũng ấy đó. Xong rồi đầu cái đưa ba mẹ tới rồi đầu nói chuyện. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng Mẹ Chồng Nàng Dâu. Rồi sau đó mình về làm rễ một năm, đến bây giờ thì tình cảm với mẹ con
à, có hợp nhau lắm không? Hợp. Hợp hả? Hợp gì, vấn đề gì? Dạ. Hợp gì, vấn đề nói xấu vợ. Hả? Sao kỳ vậy cô? Thì nó về nó hay kể vợ nó thế này, vợ nó thế kia. Như nãy cũng vậy đó. Ăn đi nó cũng kể xấu vợ nó. Xong rồi hai mẹ con ngồi cười ngất ở trên xe. Nhưng mà kể vui thôi chứ không phải là... Thì dĩ nhiên. Anh có biết sở thích của mẹ không? Giờ anh thấy mẹ hay thích vàng thôi. Hả? Chứ mẹ không sở thích gì hết. Dạ. Vậy nào giờ có tặng vàng cho mẹ một tay luôn kìa. Chưa có tặng vàng. Dường như đó giờ nếu mà anh một cái người gọi là hơi bị khô khan. Dạ. Nói chung là quen vợ thì đó giờ cũng đâu có tặng gì cho vợ đâu. À, có ai đề cập tới cái món đó à, nói thích quá mà mua thì đi nhưng mà mua. Lâu lâu anh cũng phải chủ động tặng vợ hay là tặng mẹ vợ chứ đúng không? Chúng không có biết thích cái gì hết, đâm ra hả, chả biết tặng sao. Với lại đó giờ là vậy rồi, hồi xưa quen nói chung những người trước cũng như vậy, cũng không có tặng gì hết luôn. Không có vậy mình phải thay đổi chứ, giờ lấy vợ rồi phải khác chứ, sao nói cũng vậy được. Vợ hay rồi à, em thích cái này rồi em thích cái kia. À, miệng nó không cho, không chứ rồi đi mua về rồi đưa rồi nè, rồi xong rồi đó. Chứ không có như là tình cảm lãng mạn giống như nhiều phim Hàn Quốc được. Về đó giờ con rể nó cũng chưa mua gì tặng mẹ luôn hả? Không, không bao giờ nó mua một cái gì. Có em mua cho nó ăn. Có mẹ mua. Từ hồi lấy nhau đến giờ chưa bao giờ nó chở em đi đâu. Cứ nó về nó chơi thì hỏi, có ăn cơm chưa? Thì nó kêu chưa, thì em xuống bới cho nó ăn. Nhỏ con gái cũng vậy. Về rồi bới hai chồng nó ăn vậy đó. Bới hai đứa hai tô ăn rồi. Kiểu lúc nào mà không có nấu á thì hỏi nó có đói không, để mẹ đi mua đồ ngoài cho ăn. Xuống chợ cầu ngày này gà ngon lắm, mẹ mua cho con về hai chồng em. Mua thêm bánh mì về ăn cho nó no. Thôi con ăn ít lắm, ăn mấy miếng là no à. Nhỏ con gái ăn mấy miếng. Một mình nó ăn hết một con mà nó kêu nó ăn ít. Trời ơi. Thì có bao giờ nấu một bữa cơm là đãi mẹ hay làm món gì riêng cho mẹ ăn chưa? Khó lắm chú, tại vì con là làm tiệm xăm ở quận 5, mẹ ở quận 12. Mà tiệm con là con đứng tiệm rồi có học viên nữa. Đâm ra không có thời gian để về nhà mẹ luôn á. Muốn chi là về để nấu. Chứ về nhà là khách ở dưới đây nó réo lên là phải đuổi về xăm cho nó liền. Thế là con cũng không có thời gian để chăm sóc mẹ. Thậm có giờ con chở mẹ đi mua đồ hay chở đi chơi này kia chưa? Xém có. Trời ơi, là bị vợ ngăn cấm. Ủa sao kỳ vậy? Mẹ nói, bữa nào dẫn ta đi ăn mì cay đi tính. Là chở vợ về. Cái là rủ mẹ đi ăn mì cay. Vợ con á, nó nắng nó làm biến đi lắm. Cái gì thôi đặt về cho mẹ ăn đi. Chứ nắng quá làm biến đi quá nó không chịu đi. Mà mẹ thì phải có vợ đi, vợ không đi thì mẹ mới chịu đi. Cái vợ không chịu đi, cái rồi không ăn luôn. Có đặt về cho mẹ ăn không? Mẹ đâu chịu ăn đâu. Đặt về không có ngon, đặt về không có ngon. Con cần có một cái chút gì đó chăm sóc thôi. Chỉ cần một cái tình cảm lâu lâu là chạy về nhà hỏi thăm mẹ, hay là mua sắp vải tặng mẹ, hay là một cái nón hay một cái gì đó, thậm chí mua cái dòng xi men này. Ê, dòng có nha, dòng con có mua nha. Có luôn hả? Đâu anh có đi. Mà con có mua mà. Mua nào? Mua hai cái đó. Mẹ em nhớ hả, không lúc con ra cái tiệm con gọi video cho mẹ, con hỏi nào nè mẹ thích cái nào, cái nào, cái nào. Ba cái dòng, ba cái hộp á. Dòng hộp á. Mua ít quá mẹ không nhớ luôn à. Nói chung là con muốn con tặng á, ít con không có khi nào gọi là con chủ động đâu. Cứ có ai đề cập đến á thì con mới mua thôi. Ví dụ mẹ nói mẹ thích cái dòng xanh xanh vậy nè. Bữa con mới đi ra là ra tiệm của đầu con gọi video đó. Mẹ nhớ mua hai cái, xong một cái mẹ nói sao đem về nó nhỏ quá, tao không đeo đâu, xấu quá. Mẹ đeo có một cái nhớ không? Là cũng có chứ không phải không có. Ba cũng có. Mà ba vợ thì mỗi lần thích mua áo gì ít khi nào mà nhắn tin trực tiếp với con lắm. Chỉ là nhắn tin cho bên vợ thôi, cứ vậy quăng cái hình qua. Cần gấp món này đó, vợ quăng qua bên Facebook con. Ba cần gấp món này đó, rồi đặt về thôi. Thì mẹ vợ có chơi Facebook không? Có luôn. Bữa nào mẹ vợ thấy qua cái dòng xi men, mẹ thích cái dòng xi men này, nó quen rồi thì nó có được sự đề cập nó mới mua. Đúng rồi đó. Nhưng mà anh với mẹ thì có điểm nào mà chưa hợp nhau không? Chỉ có một lần, một cái nhỏ đó duy nhất thôi, là mẹ vậy là nôn có cháu á, mẹ cứ hối thúc vợ để có con thì vợ gây áp lực cho con. Tại thực sự là cái tiệm xăm á,
là con là một người gánh hết, vợ chỉ là bên khâu PR và bán sản phẩm thôi. Cái đám cưới của con á là cũng từ một tay con làm hên hết, từ con phải lo hết. Vừa đám cưới xong là con phải vừa mở cái tiệm này khai trương liền, đâm ra con rất là nhiều công việc, con rất là bị áp lực. Nếu mà khi mà cái tháng đó mà doanh số không đủ đâu, mình sẽ bị áp lực và mình sẽ rất là nặng đầu óc. Mẹ không có đề cập vô con nhưng mà đề cập vô vợ con á, thì vợ con nó cứ gây ảnh hưởng cho con hàng ngày, thì bắt đầu là con bị chết và hai vợ chồng sẽ gây lộn. Cứ để tự nhiên đi, khi nào có sẽ có, chứ đừng có giống như mình cứ suy nghĩ về nó, suy nghĩ về nó thì rất là khó. Cái con phải nhắn tin cho mẹ. Tụi nó cưới nhau lâu rồi chưa có con thì mới có mấy tháng mà em cũng phải thích có cháu nữa, cho nên là cũng hối thúc nó, mà nó chưa có thì giờ biết làm sao. Đâu phải muốn là có được đâu. Thì đó, mới có 1 năm mà, chứ còn trẻ mà. Dạ. Còn con thì con cảm giác là con ưng điều gì ở mẹ mà không ưng điều gì ở mẹ. Con không ưng, dường như là không có luôn á. Tại vì con từ nhỏ con không có tình thương của ba mẹ đâu. Đến bây giờ ba mẹ ruột vẫn không có tình thương cho con nhiều. Chào cái gia đình mà lớn nhất con thấy là gia đình bên vợ này. Khi mà con về gia đình bên vợ con thấy á, ba mẹ vợ con cực kỳ thương con cái. Con về cái con lại được nghe câu gọi là ăn gì ông Tấn để mẹ lấy. Còn câu đó hồi đó giờ cũng chưa bao giờ được nghe. Mỗi lần về cái hỏi con có ăn gà không, hay thích ăn cua không, ăn ghẹ không để mua. Bữa nào mà về sẵn là sau về không báo trước để ba mẹ mua đồ ăn cho ăn đó. Còn mà báo trước cái là mua sẵn giống như đem về tị nạn luôn, là nguyên một bao bự đồ ăn về thôi mà ăn. Đó là cái tình thương của mẹ vợ đối với con rất là nhiều. Chứ vì thế mình lâu lâu con hỏi mẹ là mẹ thích gì không mẹ, mẹ muốn mua gì không, cái này đẹp này mẹ thích không, ví dụ vậy. Chứ bây giờ một bên chăm sóc một bên hoài á, đôi khi cũng buồn. Con nói chung là con cũng có, nãy lúc mà con chở mẹ con qua đây chạy lên cây cầu mà ngay đường Bạch Đằng thì có thấy mấy cái tàu bên kia, thì con cũng có nói với mẹ là bữa nào gia đình mình qua bên đó ăn để con gán kiếm tiền cái đã, rồi lên trên tàu đó ăn. Tàu đó đi vòng vòng Sài Gòn đẹp lắm, con nói là con sẽ làm. Hả? Cứ như thế. Tôi nghĩ rằng là mới một năm thôi là nó cũng phải chưa phải là dài, thì mình nhìn ra được những cái thứ đó thì mình hoàn thiện hơn để có thể là mẹ con có sự gần gũi nhau nhiều hơn nữa. Giờ con có gửi cho chú một bức thư, để chú đọc bức thư đó coi như thế nào đây. Gửi mẹ, người phụ nữ rất đảm đang và vô cùng tuyệt vời của Thi. Thi cảm ơn mẹ, người đã dành hết cuộc đời này cho Thi và gia đình. Mẹ sinh Thi ra cho Thi ăn học, nuôi Thi lớn lên. Mẹ yêu thương chiều chuộng và cho Thi tất cả. Nhưng 29 tuổi đầu rồi, Thi chưa làm được điều gì cho ba mẹ cả. Thi đã đi lấy chồng. Thi xin lỗi mẹ. Mẹ ơi, Thi có lỗi nhiều lắm với mẹ. Thi hứa với mẹ rằng Thi sẽ sống thật hạnh phúc với chồng để ba mẹ vui lòng. Thi chúc mẹ trẻ đẹp và mong muốn mẹ có thật nhiều sức khỏe. Mong gia đình mình lúc nào cũng hạnh phúc như bây giờ. Thi yêu ba mẹ nhiều lắm. Gửi chồng của em, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, em và gia đình em luôn luôn bên cạnh anh. Và em mong muốn chồng em lúc nào cũng yêu thương, chiều chuộng em, và tụi mình luôn luôn hạnh phúc như bây giờ anh nhé. Em yêu anh. Ngọt ngào quá. Ngọt ngào quá nhỉ. Cô cảm thấy sao cô? Chị có hay nói những lời yêu thương này với cô không? Không bao giờ nói. Chỉ có khi nào mà xa xa rồi đó cũng nhắn tin nói thôi, chứ còn không có nói ra miệng. Nhắn tin còn được rồi, có nhiều người chứ trong bụng hoài không có nói luôn. Hơi cảm xúc xem khóc. Anh à, cho dù có gì ra sao đi nữa thì mẹ và em vẫn luôn bên cạnh anh. Cái câu đó thường mỗi lần mà con bị giống như là xúc động về cái tình cảm gia trong gia đình đó, thì vợ con thường nắm tay con hay nói câu đó. Câu đó chính là động lực và niềm tin. Chú thấy rằng ở con có một bản lĩnh rất là tốt. Có điều là con sống ở nhỏ giờ một mình nó quen rồi, nó hơi khô khan chút xíu. Nhưng trong tận sâu thẳm trái tim của con, chú biết con là con người tốt, quan tâm và chia sẻ. Hy vọng rằng chúng ta sẽ tiếp tục yêu thương nhau mãi mãi. Một kỷ niệm gửi tặng gia đình. Yeah.
Thay mặt chương trình, xin gửi gia đình mình phần quà từ nhãn hàng Calosure Gold, sản phẩm của công ty cổ phần Vita Diary. Calosure, tiêu hóa khỏe, trái tim trẻ. Dạ, còn đây là Ala Bio với thành phần 5 Ala được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Dạ, cảm ơn cô và anh đã đến tham gia chương trình ạ. Cảm ơn chú Nguyễn Linh với em Lê Lộc. Dạ.